Shop nhao.vn Clickbun giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Lâu lắm rồi chưa làm clip nào về vị tướng Crank, chắc các bạn cũng mong chờ lắm rồi đúng không? Thấy nhiều bạn comment lâu lắm rồi mà chưa làm cho các bạn xem thì hôm nay tới rồi đây. Crank yêu quý, thân yêu, béo mập, ục ịch, trời ơi, mông to, khoai bự tới rồi đây. Ôi trời ơi. Và đặc biệt nha, tem mình hôm nay có bạn pháp sư, bạn ấy tên là Thùy Vân. Hôm nay dở thói gọi là tán gái cho các bạn xem nha. Dừng tem bạn đâu rồi? Dừng tem bạn đâu rồi? Dừng ngu bù chửi sml. Ui giời, cái gì vậy? Dừng tem bạn đâu rồi? Ui giời, nó ăn cái con nào đây? Thùy Vân đâu rồi ta? Thùy Vân kia rồi, Thùy Vân đang ra kéo vào để hư nè. Trời ơi, không có Thùy Vân một cái thôi, anh đai bên kia anh cứ gọi là hoành tái tràng luôn. Cái định mệnh nó ăn cái con bùi đỏ trước là thế nào nhở? Chán thế chứ, định mệnh đang tính làm clip gì cho dừng tem bạn mà thêm mèo nào nó đi ăn cái con bùi đỏ chứ không phải ăn con bùi xanh như thường lệ. Thế nó mới đẻo chứ. Làm sao? Vào đây với Vân này. Vân này đấm nữa. Đúng rồi, đấm nó đi Vân. Đúng rồi, quýnh nó đi Vân. Đúng rồi, hay quá, Vân hay quá. Đừng một kêu lên kìa. Vân giỏi quá. Vân giỏi quá. Ê, thằng đồ béo. Cái gì vậy? Hả Bưởi? Bị ngáo à? Bị ngáo Bưởi hả đá? Mày hả Bưởi? Hư nè. Chơi nó các bạn ơi, quýnh nó. Hãy xem tôi đây. Chết mày nè. Ai ngồi. Bình tĩnh anh ngồi. Em về đây. Hoàng với những cái pha kéo đi vào lòng người như thế. Đấy, không biết Vân đã siêu lòng chưa? Vân ơi, siêu lòng chưa? Khổ quá. Vân gì đó ơi. Cái tên nó lên tất cả luôn. Thùy Vân à. Mấy các bạn tên Vân là đẹp gái lắm. Trời ơi, ngon. Có ai kênh YouTube mình rồi là bạn nào tên là Vân không? Comment cho anh em biết coi nào. Giời ơi, ngại ngùng cái gì? Comment đi, đừng có ngại mùng màng. Comment đi. Bây giờ mình sẽ qua gọi là phá rừng theo bạn kia nha. Hello. Gì giấy ba hả? Úi giời ơi, trả lời gì đó. Ngon lành cánh đào. Anh nè, anh tới với em gì đây? Trời ơi, em có bồ chưa? Đấy, phải gạ tình luôn thế với máu lửa. Các bạn đừng kêu mình biến thái nha, mình không có biến thái tí nào nha. Úi giời, làm sao mà đòi ăn được? Ai cho ăn mà đòi ăn? Đừng tán người yêu anh, định mệnh. À, chắc phải đi nhận vơ thôi mà. Vân ấy còn chưa nói thôi chứ. Thế ông ấy cứ tào lao mé lao hả? Thôi xong rồi. Cái con bùi xanh nó lại ra nó vừa hào đây. Ai cho ăn mà đòi ăn hả vừa ấy? Hỏi ý kiến mình chưa mà đòi ăn đấy? Hả? Râu cơ hỏi ý kiến mình chưa? Cũng may là bạn đã ăn bùi đỏ trước đấy. Không là ăn bùi xanh là mình kéo cho sấp mặt luôn rồi. Chứ ai cho ăn mà đòi ăn? Này đá này. Ôi trời ơi. Chết tôi rồi. Chạy đây. Nghĩ trên đây. Ui dồi, em lỡ dại. Ôi trời ơi. Ui trời ơi. Đừng có sợ. Vẫn đừng có sợ. Đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo kê cho em nhá. Thằng này hổ báo cao trột. Ôi kéo rất chuẩn xác nhưng mà kéo trúng bồ mình. Vâng, Văn Heo bị đấm rồi. Vâng, anh Văn Heo đang chạy cú cưa chạy rất nhanh. Phải đi tới rồi kìa. Thì Vân này. Ý Vân ơi. Vân à. Ngon lành cành đào nha. Ê. Có bồ rồi. Hả? Hỏi thử thế mà. Chắc là chưa đâu. Ông phải đi kìa, ông nhận vơ. Từ từ đã. Bình tĩnh. Mình phải gạ tình nó. Phải đi chắc nói phép thôi. Làm gì mà nó kéo con bùi xanh vào này. Úi xời ơi. Cho dừng tem bạn. Dừng tem bạn lại rơi nước mắt chảy nước mũi. Trời ơi Vân ơi, kinh quá. Ôi trời ơi, tôi đồ béo kìa. Mày hả Bưởi, hâm diêm nó. Hãy lên chơi. Ôi trời, sao không hỏi. Vãi cả lều ạ. Ui trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời, sao đứng ngay trước mặt mình kéo hôn được là thế nào nhở. Chết nè. Ôi trời, Vân hay quá. Đấy, cứ bây giờ lại cứ gọi là kéo quái cái là kéo tem bạn vào cho. Ôi, bùi xanh đâu rồi? Vãi cả lều, sao cái con Violet nó ăn nhanh thế? Vân ơi, ra đây, quýnh Violet đây này. Hãy xem tôi đây, hấp tinh đại pháp. Ui, quăng cho ai hụt vậy em? Thằng mà là dừng. Úi giời ơi, chửi nhau cắt vậy. Ui, rồi, xong, Vân quéo con cua rồi. Xin lỗi Vân nha. Một pha đấy là mình không thể làm là được cái gì hơn. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. 3-4 thằng nó đấm một đứa. Trời ơi, đấm quéo con cua luôn. Thấy cũng tội Vân quá trời luôn. Ai ôi. Úi giời ơi, ngon. Làm sao? Đứng lại. Đi đâu có sâu này. Sợ kéo hắc não như thế cũng có mà. Chon nhau à? Không có chon đâu. Ôi! Ai 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 ai
anh bình tĩnh ơi. Ôi giời ơi, vỡ mồm rồi. Chết tôi rồi, đúng rồi, tôi chết hết rồi kìa bạn. Nó quánh mà hồi hồi chết sạch luôn. Tôi nó béo, hấp tinh đại pháp. Anh béo này, anh cứ thế. Căng thẳng quá nhờ. Thì Vân ơi. Thì Vân hay quá à. Phải khen đấy các bạn. Phải khen nha. Rồi, 4-1 luôn kìa kìa, săn thế. Thôi đi chạy ra với gái kìa nào. Ý giời ơi, 4-1 luôn, kinh nhờ. Kinh đấy, không phải dạng vừa đâu. Đừng có lo, anh đã đỡ đây rồi. Thằng nào, hãy xem tôi, kéo. Ui dồi ôi mê. Quay chỉnh cái móc kéo, chỉnh qua hướng Nam, qua hướng Tây. Từ Đông ra Bắc, từ Bắc ra miền Nam. Đậu xanh nhà nó cuối cùng, mẹ kéo hụt, vãi cả lều ạ. Làm gì đây, hãy xem tôi đây. Vân ơi, Quân đó, đúng rồi, Quân xịt nó đi. Xịt chân vợ cho nó đi, đúng rồi, hay lắm. Mọi người xem mình kéo cái con Joker này. Đã đi đâu mà. Ôi trời ơi, như nó vẫn còn cái nội tại của cái chung cuối hay sao ấy. Ôi anh ra ơi, bình tĩnh ra ơi. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Trời ơi, anh làm gì đây, căng quá vậy. Sao Vân lại cứ im re hạt me vậy ta. Thì Vân ơi, trời ơi. Không, các bạn phải kiên trì nha các bạn, không được nản. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan, không được nản. Các bạn phải kiên trì. Đó, kiên trì thì mới có thành công được. Cái gì mà cũng phải kiên trì. Thì em ơi, dạ. What the hell? Cái gì á? Cái gì anh xảy ra vậy? Xong trận này đợi anh tí. Né. What the hell? Làm gì? Úi giời ơi, tôi chết tôi rồi. Vâng rồi, tôi định mệnh thôi, xong rồi. Thế là hai đứa đó hú ý với nhau thật luôn các bạn ạ. Úi giời ơi, mình cứ tưởng giả vờ nữa. Giết chết mẹ cái con fanit đi. Đúng rồi, hay lắm. Hãy xem tôi đây. Này thì fanit này, này thì fanit này. Mày hả mày, mày hả mày. Mày chết hả mày. Trời ơi, thì ra là cái con fanit đó là bù của Natalia thật các bạn ạ. Cái định mệnh nhà nó đen thế nhờ. Hư nè. Ra đây. Ra đây. Tặng tôi nó béo này. Hư nè. Mày hả bưởi. Chính quéo của cua luôn. Trời ơi, buồn quá các bạn ơi. Trời ơi, biết sao bạn đi chết không? Hả? Bạn có biết vì sao bạn chết không? Mình cố tình để cho bạn chết đây. Mình cố tình đây. Mình hãm hại bạn đây. Trời đất ơi, buồn quá, rơi nước mắt chảy luôn mũi. Trời ơi, tôi éo bảo nghe. Khốn nạn. Trời nó chết luôn này các bạn ạ. Kéo vào này. Né ghê vậy. Chẳng quá cơ. Không sao cả hả? Buồn các bạn ạ. Để tán ngay dầm đứa nó có bổ. Để chơi cùng nhau mới đau chứ. Úi dồi ôi, cho chết đi. Sao bởi tôi cướp Vân. Đúng không? Cho Venice bị tam vạn đập cho chết đi. Sao bởi mình cướp. Đấy rồi, tính cả rồi mà. Vân không thoát được đâu. Nhảy. Ủa, cố lên Vân. Nhanh lên Vân. Đúng rồi, lao vào. Hãy xem tôi đây. Kéo. Vâng, kéo rất chuẩn xác. Hay quá. Anh ra làm gì đây? Vâng, anh nhảy không qua bức tường rồi. Đấm tí mẹ anh luôn nè. Ủa, báo cáo tròn này. Vân ơi, sờ mông cái. Vân ơi, sờ mông cái coi. Trời, khó khăn thế. Giờ mình sẽ lên sách trì hồn luôn nha các bạn. Lên phép luôn, quanh cho nó máu. Một khi mà nó máu rồi thì đừng có hỏi nhá. Trời nó. Hấp tinh đại pháp nó. Phai nó. Giết nó. Khốn nạn, có bồ rồi mới đau chứ. Chán các bạn ạ, nhìn vậy. Đèn thế không biết đi chứ. Sau bao nhiêu là những trận đấu mà mình tán gái thành công thì trận này tán ngay gặp cái em có bồ. Cái định mệnh mà lại đen đủi đến mức độ mà bồ nó. Úi trời ơi, này thì đi vô mà vội mà vàng này. Nó đen đủi làm sao mà tán ngay gặp phải cái em mà cái kiểu giống như là nó có bồ đánh cùng ấy. Bồ nó mà không đánh cùng là đổ ngay. Rồi với cái sức kiên trì của mình thì cũng mà vô. Thắng rồi các bạn ơi. Ôi sợ ơi, nhanh quá. Nhanh không chịu được. Tiếc quá các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Hy vọng thì mình sẽ tán gái ở clip sau. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip này nha. Thất bại thảm hại các bạn ạ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Các bạn gì đó ơi, qua đăng ký kênh Verify của mình đi nào. Hiện tại kênh YouTube Verify của mình mới tạo được có một tuần thôi các bạn ạ. Chính xác là mới tạo được có một tuần thôi. Có nghĩa là một tuần trước mới có 7 ngày thôi. Mình vừa mới tạo kênh này được 7 ngày mà hiện tại đã có được 32.000 người đăng ký rồi.
cái số lượng lượt người đăng ký nó rất là nhanh luôn. Vì thế nên hôm nay mình làm cái clip này có một chút chí này thôi. Hy vọng thì các bạn xem xong clip về vị tướng Greg đi chọn rừng các bạn gì có nghĩa là đi tán gái nhưng mà thất bại, thì bây giờ các bạn vui lòng bỏ cho mình ít một ít thời gian nha, 2 giây thôi. Qua đăng ký kênh Anh Hảo Verify của mình sẽ để đính link dưới phần mô tả video và mình sẽ ghi bình luận ở trên cùng để các bạn có thể truy cập vào cho nó nhanh nha. Đấy, hiện tại kênh YouTube của mình này, đấy các bạn thấy không? 32.000 người đăng ký. Ôi, nó nhanh vãi lều luôn ấy. Lúc trước đây á, trước khi lập kênh ấy, mình không nghĩ là nó nhanh vậy đâu. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó thực sự là lên súp rất là nhanh luôn. Còn do các bạn ủng hộ mình bằng cách đấy chính là like, đăng ký kênh, rồi comment, các thứ kiểu trên kênh. Rất là nhiều comment luôn, rất là nhiều like luôn. Đó, vì thế các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Fortify thì qua đăng ký kênh giúp mình với nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Khi mà các bạn đăng ký kênh, nếu các bạn không thích xem ấy, khi mà các bạn đăng ký kênh rồi ấy, có cái nút chuông này, các bạn không cần không bật nút chuông thì nó sẽ không thông báo về cho các bạn đâu. Các bạn cứ yên tâm, có nghĩa là đăng ký thôi, khỏi bật chuông. Còn nếu các bạn xem Fortify thì đăng ký và bấm chuông thì nó thông báo về điện thoại. Còn nếu các bạn không bấm chuông thì nó sẽ không thông báo về nữa. Đó, đơn giản thì thế thôi. Clip Liên Quân thì ngày vẫn làm 3 clip đều, sáng và chiều và tối. Sáng với cả chiều thì ở trên kênh Anh Hảo, còn buổi tối sẽ là kênh Anh Hảo Live. Mình đang mong muốn một điều gì bất ngờ đến với mình, cũng như là mình rất là vui khi mà hiện tại giờ kênh YouTube đã đạt được 32k sub. Hiện tại thì mình đang mong muốn rằng kênh YouTube của mình có thể trong vòng 1 tháng sẽ đạt được 100 ca khúc. Đó sẽ là một cái cột mốc kỷ lục của mình. Thật sự là kỷ lục luôn các bạn ạ. 1 tháng mà 100 ca sub thì không thể nào mà mình có dám mơ mộng. Nhưng mà hiện tại bây giờ 1 tuần mà đã được 32 ca sub rồi, thì rất là mong tất cả các bạn bỏ một chút xíu thời gian qua đăng ký kênh này. Đây các bạn thấy không? Anh Hảo Fortify. Hoặc là các bạn có thể dưới đường link với phần mô tả video ấy, hoặc là mình sẽ ghi ở dưới phần bình luận nha. Đấy, chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ, hãy giúp mình một vé nha. Mục lực đăng ký rồi, không xem thì thôi, nhưng mà đăng ký kênh để mà mình có thể nhận được cái nút bạc ở nhau nhanh nhất có thể. Mình hy vọng thì các bạn sẽ ủng hộ mình, mỗi người bỏ một chút xíu thôi, một chút xíu thôi, qua đăng ký kênh giúp mình rồi nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye.